Thưa quý vị, sau khi tòa trọng tài thường trực PCA ở La Hay, Hà Lan ra phán quyết về việc Philippines kiện Trung Quốc liên quan tới tranh chấp ở Biển Đông, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon rạng sáng nay ngày 13 tháng 7 theo giờ Việt Nam đã kêu gọi các bên có tranh chấp tại Biển Đông tuân thủ luật pháp quốc tế và tránh có các hành động làm gia tăng căng thẳng. Trong cuộc họp báo thường nhật tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stefan Duzarik cho biết, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã biết về phán quyết của PCA và ông đã liên tục kêu gọi tất cả các bên giải quyết tranh chấp tại Biển Đông một cách hòa bình và hòa giải thông qua đối thoại, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên Hợp Quốc. Tổng thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh, trong khi đối thoại đang tiếp diễn, thì các bên cần phải tránh không thực hiện các hành động gia tăng thêm căng thẳng. Ông Ban Ki-moon cũng bày tỏ hy vọng việc tham vấn đang tiếp diễn về Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC giữa ASEAN và Trung Quốc dựa trên tuyên bố về cách hành xử của các bên tại Biển Đông DOC sẽ dẫn tới sự gia tăng hiểu biết lẫn nhau giữa các bên có tranh chấp tại Biển Đông.